Xin kính chào quý vị khán giả. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong khoảng thời khắc thiêng liêng, trong thời khắc giao quà giữa năm cũ và năm mới, trong một chương trình vô cùng đặc biệt của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng, thưa quý vị, trong thời khắc thiêng liêng của trời đất chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thông qua chương trình chúng tôi mong muốn chuyển đến quý vị những cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt, đó là tình yêu quê hương đất nước, đó là niềm tự hào về những nét đẹp truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc và cả những nét đẹp hiện đại của con người Việt Nam, và từ đó cũng khơi gợi trong chúng ta niềm yêu quê hương đất nước của những người con đang sống xa xứ. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân Hà Thị Vinh, là một người đã có rất nhiều những đóng góp cho nghề gốm của Việt Nam và bà cũng đã ghi đậm dấu ấn về nghề gốm của Việt Nam hiện nay. Vị khách mời thứ hai của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó chính là nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Ông là một người đã có nhiều năm viết về Hà Nội và đặc biệt là ông cũng có rất nhiều những nghiên cứu về văn hóa vô cùng đặc sắc. Bên cạnh những góc nhìn về báo chí ngày hôm nay, chúng tôi còn mời đến chương trình một người nhạc sĩ, đó chính là nhạc sĩ Ngô Hồng Quang với những dấu ấn đậm nét về lĩnh vực âm nhạc trên trường quốc tế. Và vị khách mời cuối cùng của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, người con trở về từ nước Đức. Cô là một người có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng giới trẻ. Cô chính là một Á hậu Hoàn Vũ 2022, Thảo Nhi Lê. Và ngay bây giờ hãy cùng đồng hành trong chương trình Tôi, Người Việt Nam. Sức khỏe của một con người nó tùy thuộc ở chỗ là mình có gốc rễ, nhất là sức khỏe tâm thần. Trong khi chúng ta lau bụi ở cái bàn thờ tổ tiên, trong khi chúng ta đốt một cây hương và chúng ta cắm lên trên cái bát hương, thì lòng của chúng ta hướng về tổ tiên. Tết là phải có nén hương để nhớ đến tổ tiên các cụ. Để thắp hương thờ cúng ông bà là cái truyền thống từ xưa nay, lúc nào cũng phải là có, thì không bao giờ thì thiếu cả, nhất là ngày 30. Chúng ta có thể tưởng nhớ về họ, về tổ tiên của chúng ta trong một không gian rất là tĩnh lặng. Tôi rất là thích phong tục của các bạn, tất cả chúng ta đều đến từ một nơi nào đó và chúng ta đều có tổ tiên trong chính con người mình. Thưa quý vị, trong những ngày hối hả cuối năm thì tôi đã được về với làng Xà Cầu ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Nơi đây là một làng nghề nổi tiếng với nghề làm hương truyền thống đã có tuổi đời hàng trăm năm qua rồi. Có thể nói là việc thắp hương trong những ngày lễ Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có về với làng Xà Cầu trong những cái ngày nắng hanh hao giáp Tết như thế này thì quý vị sẽ vô cùng ấn tượng với một màu đỏ tràn ngập khắp tường làng ngõ xóm tại nơi đây. Với những người làm hương ở làng Xà Cầu thì luôn tâm tâm niệm niệm rằng mỗi một nén hương làm ra thì là một vật phẩm tâm linh, là một vật để kết nối linh thiêng trời đất, kết nối với cha mẹ tổ tiên. Bởi vậy mà cách làm hương thì không được phép cầu thả, và đặc biệt là nguyên liệu làm hương thì phải luôn thật sạch nữa. Thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Về với làng Xà Cầu ngày hôm nay thì tôi đã được gặp gỡ với hai nhân vật, đó là cụ Vương Văn An và anh Nguyễn Tiến Thi, là hai người có rất nhiều những câu chuyện thú vị liên quan đến truyền thống thắp hương của người Việt và đặc biệt là liên quan đến việc làm nghề hương truyền thống của làng nghề Xà Cầu. Và trên bây giờ mời quý vị hãy cùng trao đổi với cả hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vâng, thưa ông, con cũng được biết là ông đã sinh ra và lớn lên ở làng Xà Cầu. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút với con cũng như là quý vị khán giả được biết là lịch sử của làng làm hương của mình thì có gì đặc biệt không ạ? Tôi đang đứng trước cổng đền làng Xà Cầu, thờ Tam vị đại vương Thành Hoàng Nàng. Làng Xà Cầu có truyền thống lịch sử trên 2.000 năm của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Ngoài nghề nông nghiệp ra thì chúng tôi có nghề hương truyền thống là nghề hương đen từ triều Lê đến nay. Hàng năm là giỗ chạp Tết và nhất là những Tết Nguyên Đán thì dù những các gia đình giàu nghèo đều phải có nén hương để thắp lên để tri ân với tâm linh, với tổ tiên, với trời Phật, với những người đã khuất. Và cũng từ nén hương đó
là để cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa và có nhiều điều tốt lành cho gia đình và bản thân. Dạ vâng, thưa anh Thi, làm giám đốc của hợp tác xã làng nghề hương truyền thống thì anh có thể chia sẻ một chút về cái hoạt động hiện nay của làng nghề của mình không ạ? Hương thì là mặt hàng tâm linh, cái tục thắp hương thì nó là cái nét văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Do vậy cái người làm hương chúng tôi thì thứ nhất là phải có một cái tâm. Cái tâm ở đây thì nó được thể hiện cho các công đoạn làm hương. Từ công đoạn chọn nguyên liệu thì phải chọn những các nguyên liệu sạch. Rồi đến quy trình làm hương là đúc xe hương cũng vậy. Cái người làm hương cũng phải được chọn người. Ngoài thơ thoại ra phải người có tâm, có đạo đức tốt. Làm sao để sản phẩm hương đưa ra đến người tiêu dùng là phải, nói chung là sạch từ tâm. Anh có thể chia sẻ một chút là vậy thì cái sản phẩm hương của làng nghề mình nó có cái điểm đặc biệt gì so với các cái làng hương khác không ạ? Là thứ nhất là nó gọi là hương đen. Bởi vì là nó là màu đen thì nó gọi là hương đen. Màu đen là nó nguyên liệu từ cái nhựa chám rừng trộn với than hoa. Thế nên là buộc phải đen. Và cái mùi thơm là từ cái nhựa chám rừng. Nhất là được thắp với trên mâm ngũ quả. Từ quả chuối, quả hồng, quả la, quả bưởi để tạo ra mùi thơm rất là thơm. Và nhất là vào những ngày mùa mà đồ xôi con gà, gạo nếp bằng nếp cà phê vàng mà được nải chuối mà thắp hương nén hương thì đúng là rất là thơm. Và ngày Tết cổ truyền dân tộc thì dâng nén hương lên thì đúng là người ta đều nhớ tưởng nhớ lại đến cội nguồn, đến ngày Tết cổ truyền dân tộc. À, vâng, xin được cảm ơn anh Thi cũng như là ông An đã tham gia chương trình ngày hôm nay với những chia sẻ về làng nghề truyền thống của mình ạ. Thưa quý vị, một cái mùi hương vô cùng gợi nhớ, nó khiến cho người ta khi mà đi xa quê ai ai cũng mong muốn được tìm về với gia đình, sum họp bên gia đình đầm ấm trong dịp Tết cổ truyền. Chúng tôi là những người làm hương, xin chúc mọi người, mọi nhà qua làn có hương thơm. Dịp Tết cổ truyền dân tộc này thì cũng thành kính với tổ tiên và chúc cho mọi nhà mọi người đều mạnh khỏe, bình an, gia đình an khang thịnh vượng. Chúng ta vừa đến với những hình ảnh mà thực sự đã mang đến cho chúng ta những cái cảm nhận rất rõ nét về không khí Tết. Và khi mà chị đã có một cái hành trình trở về từ làng hương thì cái điều gì mà gây cho chị cái ấn tượng sâu sắc nhất, chị có thể chia sẻ với chúng tôi cũng như là các vị khách mời đang có mặt tại trường quay đó không? Thì hương mà đã đến đấy trải nghiệm rồi mà xem cách làm này, rồi thì ngửi cái mùi hương này thì cảm thấy nó vô cùng đặc biệt, nó rất là thơm luôn. Đây, mời Thảo Nhi xem. Quả thật là đối với những người trẻ như chúng tôi, thưa nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, nhìn thấy mùi hương là nhìn thấy Tết như là tôi đã nói, hoặc là chúng tôi có những cái sự lạ lẫm khi mà nhìn thấy hương đen. Thế nhưng mà trong cái nét văn hóa, nét đẹp về tín ngưỡng đi, về dân tộc của chúng ta thì hương đã có từ lâu rồi và nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này, đúng không? Thực ra thì hương bây giờ thì nó có khác với ngày xưa. Ngày xưa thì trầm nó nhiều hơn, thì người ta hương người ta pha với trầm thì đốt lên nó rất là thơm. Còn chúng ta hãy cứ tưởng tượng là nếu mà khi ta thắp một nén hương và ta nhắm mắt lại, ta cầu khấn tổ tiên thì có cảm giác như là ta với lại cái thế giới mà người đã mất nó rất là gần gũi nhau và có thể là giao cảm được với nhau. Thì cái nén hương nó trong ngày giỗ hoặc là trong ngày Tết nó cũng mang cái ý nghĩa như vậy, tức là cũng nó vừa là quấn quýt giữa cái phần dương thế và cái phần âm thế và những cái các cái linh hồn khác. Thì như vậy là cái hương đây nó không về mặt tín ngưỡng thì nó cũng là biểu trưng của một cái sự gắn kết giữa một cái thế giới thực và một thế giới không thực. À, vâng, như là trải nghiệm của Thùy Hương tại làng Xà Cầu thì có nói rằng là cái việc làm hương ấy đã đi cùng với cả lịch sử của Việt Nam hàng nghìn năm rồi. Có đạo thờ tổ tiên thì có những nén hương. Vậy thì anh là một người đã nghiên cứu về lần văn hóa lịch sử thì anh có cái nhận xét như thế nào về những cái chia sẻ của các nghệ nhân và những người làm nghề ở đấy ạ? Tất cả những cái gì tôi đọc được trong tư liệu sử hoặc là các cái tài liệu của người Trung Quốc thì tóm lại nó có từ rất lâu và con người sử dụng hương để thắp chắc chắn là cũng phải tới vài ngàn năm.
Ngày hôm nay thì là cũng là sự tiếp nối của người xưa, tức là vào ngày giỗ, ngày rằm hoặc là ngày mùng 1, và đặc biệt là ngày Tết thì không thể thiếu được hương. Và ngoài cái hương cây ra thì còn có hương vòng nữa. Và người ta thắp liên tục cho đến khi nào mà làm cái cỗ gọi là hóa vàng xong thì lúc đấy mới hết thắp hương. Nghĩa là trên bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng phải có hương có khói. Khi mà chúng ta thắp một cái nén hương thì nhiều người cho rằng là chúng ta đang nhớ về cái cội nguồn dân tộc của chúng ta. Và sở dĩ chúng tôi chọn hương để làm chủ đề cho bắt đầu cho cái thời điểm mà giao thời trong ngày hôm nay, bởi vì rõ ràng là trong cuộc sống bây giờ đi, tôi thấy là không chỉ là bắt đầu một năm mới hay là bắt đầu một ngày trước khi chúng ta ra khỏi nhà, nhiều người lớn của chúng ta hay có thói quen thắp hương, mà trong công việc cũng vậy đó nghệ nhân Hà Thị Vinh. Chắc là nghệ nhân cũng phải đồng tình với tôi là khi mà chúng ta chuẩn bị làm một cái gì đó, chúng ta thường hay thắp một cái nén hương hoặc là đốt một cái mẻ lò để chúng ta nung một cái mẻ lò mới, thì chúng ta cũng sẽ có thắp một cái nén hương để cầu cho mọi việc nó thuận buồm, nó xuôi gió hơn. Một cái hoạt động tín ngưỡng rất là đẹp, đúng không ạ? Tôi có một cái định nghĩa như thế này. Cây hương thắp lên như một cái cần anten ấy, để bắt nhịp, bắt sóng của người sống với thế giới tâm linh. Các cụ chúng tôi nói là nghề gốm ấy thì như là nghề âm phủ ấy. Đấy. Và chỉ khi nào mà dỡ lò ra thì mới biết là lò sống hay lò chín, sản phẩm thu hồi có được nhiều hay ít. Vì vậy mà toàn tâm toàn ý của người thợ cũng như là chủ lò là đều cầu mong cho thần linh, cho các vị bề trên là phù hộ cho cái điều ấy. Cho nên là thắp lên ba tấm, ba cái nén hương là tâm hương, lòng thành để mà xin thần linh phù hộ cho, thì cái điều ấy là có. Cái việc thắp hương thì nó rất là quá đổi quen thuộc đối với những người đang sinh sống ở trong nước như là chúng ta rồi. Và bản thân những người trẻ như là Thảo Nhi Lê đây, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thì cái thói quen thắp hương này nó được duy trì như thế nào Thảo Nhi? Nó có được thường xuyên giống như trong nước hay không? Và không biết là từ nhỏ đến lớn mình đã được nghe bố mẹ của mình chia sẻ về cái phong tục này như thế nào? Thực ra lúc mà sống ở bên Đức ấy, và lúc mà nhỏ ấy, thì mình không hiểu tại sao mình phải thắp hương. Nhưng từ lúc nhỏ lớn thì bố mẹ luôn luôn thắp hương, là thắp ông địa, thắp bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật. Thì luôn luôn đến ngày như cỗ hay là ngày kiểu Tết là sẽ thắp hương. Và cũng như ngày giỗ là mẹ luôn luôn bắt phải ra thắp hương và để nói chuyện với cả ông bà. Và hồi xưa mình cũng không hiểu là mình mọi người có nghe thấy mình không, lúc mình nhỏ ấy. Nhưng mình lớn lên mình mới hiểu nhiều hơn về tâm linh, mình mới hiểu hơn về những cái mà chú Tiến nói ấy, về kiểu âm và ở đây ấy. Thì lúc mà mình lớn thì mình càng tin vào cái điều đó ấy. Lúc mình cúng ấy, mình bỏ cái tâm huyết mình vào đấy nhiều hơn, mình bỏ cái niềm tin vào cái điều đó. Thì thật ra trong cuộc sống như thấy là dù lúc nào mình có cái hương ở đấy hay không có ở đấy, nhưng mình có cái niềm tin vào cái gì mình đang nghĩ trong đầu, mình đang mong muốn ấy, thì nó sẽ thành thật. Thì ở bên Tây ấy, thường thường người ta không có cái này, nhưng người ta có cái niềm tin, người ta sẽ tự ra nói, người ta có một cái lucky charm, là như là gọi nó gọi ở Việt Nam là gì nhỉ? Lucky charm là như là một cái vòng may mắn. À đúng rồi, vòng may mắn. Thì người ta cũng sẽ kiểu make a wish ấy, xong rồi có những cái ước mơ hay là những cái gì người ta muốn nói. Còn ở Việt Nam mình thì mình có những cái hương để mình thắp, xong rồi mình sẽ nói những cái mong muốn mình muốn cho gia đình mình luôn luôn kiểu có sức khỏe, nhiều tiền và dồi dào. Thì nói là một cái văn hóa từ nhỏ lớn như thấy bố mẹ như làm, và mình lúc mà về Việt Nam thấy mọi người ai cũng làm thì đối với như nó bình thường, tại vì từ lớn đến nhỏ mình đã được trải nghiệm cái đấy. Và rõ ràng trong những ngày cuối năm như thế này, những ngày 30 thì chúng ta đều hướng về theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, hướng về tiên tổ, những người đã có công xây dựng nước từ thời sơ khai. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị hãy theo bước chân của các phóng viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, chúng ta về với vùng đất tổ Phú Thọ để chúng ta cùng thưởng thức và cùng xem một cái lễ dân hương, cũng như là ở hai cái ngôi làng mà tôi thấy cái tên cũng khá là đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là làng Hùng Lô, để xem người dân ở đây họ sẽ dâng bánh chưng như thế nào cho các vua hùng của chúng ta, và làng Bạch Hạc là để dâng bánh dày. Vâng ạ, các phóng viên của chúng tôi đã có mặt ở đây để ghi nhận lại, mời quý vị chúng ta hãy cùng theo chân các phóng viên của chúng tôi nha.
Thưa quý vị và các bạn, làng Hùng Lô nằm bên dòng sông Lô thơ mộng, cách trung tâm thành dân chúng ấm no. Người con nào có lễ vật được vua ưng ý sẽ chuyển ngôi báu cho. Vào một ngày, chàng đặt chân đến ngã ba Bạch Hạc, nơi có vùng nước thường dâng lên phù sa màu mỡ. Người dân cần cù hai vụ lúa ngô. Chàng bỗng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Chàng nhận ra đó là hương lúa nếp vụ 10. Làng Liều chợt hiểu đây chính là lời giải cho điều mà những ngày qua chàng vẫn băn khoăn, chăn trở. Một chiếc bánh vuông màu xanh, bánh chưng và một chiếc bánh tròn đầy đặn màu trắng tinh khiết như bầu trời buổi quang mây, bánh dày. Nhà vua tươi cười, nói: "Hai thứ bánh này quả là những thứ mà ta và các ngươi chưa từng thấy bao giờ. Bánh tròn là tượng trưng cho trời, bánh vuông là tượng trưng cho đất.
đó chính là cội nguồn âm dương của sự sống. Và từ đó đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp lễ Tết quan trọng thì làng Mộ Chu Hạ lại vang lên tiếng giã bánh dày. Công việc này được giao cho... có ba người giã, một người đây cầm cái. À, các bạn giã có mệt không? Mệt lắm chị ạ. Thế nhưng mà cảm thấy như thế nào? Mệt nhưng mà không khí rất hội, em vui. Vui ra là quên hết mệt mỏi. Thế khi mà mình giã bánh như thế này thì mình có cái kỹ thuật hay là có cái bố cục lực như thế nào để có thể giã được những chiếc bánh mà mịn dẻo không nhỉ? Đây đòi hỏi là phải cường độ vận động nhanh chị ạ. Không mình để lâu là bánh nó sẽ bị khô quá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không khí khói bánh dày thì đang vô cùng là nhộn nhịp và khẩn trương để kịp có những chiếc bánh để dâng lên vua Hùng. Xin chào các bác ạ. Chào. Dạ vâng ạ. Bác ơi, để có được những chiếc bánh dày đẹp như thế này, trắng mịn như thế này thì thường là chúng ta phải chuẩn bị những cái công đoạn như thế nào? Và tất cả lực lượng trước khi làm ra một bánh dày này thì phải có cái khâu chuẩn bị là 4 giáp để mà chọn gạo, tất cả hạt gạo để đảm bảo chất lượng để làm ra chiếc bánh này. Thì lúc giờ nàng sẽ cử ra là tất cả những cái thanh niên là chưa có vợ là làm thanh để tham gia cái giã bánh dày này. À vâng ạ, vậy thì bây giờ bác có thể cho cháu tham gia vào cái công đoạn là trang trí bánh và chuẩn bị bánh để cùng nhau kịp dâng lên vua Hùng được không ạ? Vâng ạ, xin mời cháu. Vâng, thưa quý vị, nếu mà nhắc đến những cái vùng đất địa linh nhân kiệt thì chắc chắn là chúng ta không thể không nhắc đến Phú Thọ rồi, là nơi giao thoa của ba con sông lớn phải không ạ? Và cũng là một nơi có thể gọi là đặt một nơi địa linh đặt rất là nhiều đền ở đó. Thì anh Cường, anh có cảm nhận như nào về vùng đất Phú Thọ? Anh có thấy là ở đấy sẽ có nổi tiếng những cái đặc sản gì không? Thật sự là trong tâm thức của một người miền Nam như tôi thì tôi còn mơ hồ lắm về vùng đất Phú Thọ. Mặc dù là mình đã biết đó là đất tổ đó, mình sẽ hướng về cội nguồn của đó, nhưng mà thật sự là về những cái nét văn hóa đặc sắc thì mình không hiểu nhiều đâu. Là con người Việt Nam đều biết đến vua Hùng và đều yêu kính vua Hùng. Thế nhưng mà bên cạnh cái lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước thì vẫn còn có tồn tại một giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc, đó chính là hát xoan. Hát xoan, nghe cái tên thôi là đã thấy lạ rồi. Hát xoan, vì sao lại trong đầu tôi bây giờ rất là nhiều những câu hỏi, vì sao lại gọi là hát xoan? Hát xoan nó có giống như hát bài chòi, có giống như hát cải lương trong tôi hay không, và đã được hát như thế nào? Tôi rất tò mò, chị giới thiệu luôn đi, khách mời của chúng ta là ai tiếp theo? Vâng, bản thân tôi thì cũng không hiểu nhiều về hát xoan đâu, mặc dù là tôi cũng là người miền Bắc đó, cũng là gần Phú Thọ. Vậy nên là tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch,
là một nghệ nhân hát xoan rất là nổi tiếng ở vùng đất Phú Thọ. Vâng ạ, xin chào nghệ nhân ạ. Vâng. Dạ, chúng ta đang được gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đến từ An Thái, Việt Trì, Phú Thọ, đúng không cô Lịch? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ, cho Việt Cường hỏi đầu tiên đi, tại vì Việt Cường cũng rất là tò mò. Ở trong Nam Bộ của con á, thì nếu như là những cái đội nhóm hát đờn ca tài tử thì là người ta gọi là những cái nhóm hát thôi, những cái đội ca thôi. Vậy thì với hát xoan thì nếu như là chúng ta tập hợp lại để chúng ta cùng hát giao lưu với nhau thì chúng ta gọi là tên gì cô? Là phường xoan ạ. À, phường xoan, vì sao lại gọi là phường xoan cô? Vâng, phường xoan tức là từ xa xưa để lại, tức là cái cha ông ngày xưa là hát xoan nó thuộc từng phường, vâng ạ, từng dòng họ một, cho nên gọi là phường xoan. Và trong phường xoan đó thì người chủ phường là đứng đầu. Mà cô Lịch ơi, cô theo cái nghề hát xoan này bao nhiêu năm rồi? Vâng, có lẽ tôi trên 50 năm rồi ạ. Và tới năm tôi 12 tuổi cho đến bây giờ. Và đến 13 tuổi là tôi đã đứng biết hát cửa đình rồi. Và về cái lý do tại sao như thế, tức là tôi được thừa hưởng từ cha ông để lại. Tôi đi theo ông tôi từ lúc 6 tuổi. Và thẩm thấu từ khi 6 tuổi cho đến khi đến bây giờ thì tôi đã được là cha ông tôi truyền lại cho tôi là cái nghề chủ phường, nhưng lại là nữ duy nhất của tỉnh Phú Thọ. Vâng ạ, cô ơi, như con được... Thảo Nhi chắc là muốn câu hỏi đúng không ạ? Mặt bạn rất háo hức đây. Dạ. Cô chuyện này quá hay luôn, tại vì bản thân con ấy thì chưa bao giờ được nghe nhạc xoan ấy. Xoan. Chưa bao giờ được nghe nhạc xoan thì con rất là tò mò, không biết là nhạc nó như thế nào. Không biết hôm nay cô, các cô có hát cho các con được không ạ? được. Là xoan trong xoan ạ, nó rất là mộc mạc mà rất là cổ từ xa xưa đến giờ. Thì chỉ có trống và phách thôi. Nhưng ngoài ra không có một cái đạo cụ gì để giúp cho nhạc cho xoan cả. Cháu là người nghiên cứu và cũng chơi nhiều nhạc cụ dân tộc. Nhưng mà gần đây thì cháu cũng đi khá sâu về xoan, cũng tìm hiểu về xoan. Về vấn đề nhạc cụ ấy thì cháu thấy là có một cái trống, đúng không ạ? Thông thường cháu xem video thì cháu chỉ có thấy một trống thôi, nhưng mà cô cũng có đặt vấn đề và cũng nói là có thêm cả phách nữa. Thì thông thường là chỉ có bộ gõ đấy và lời hát, đúng không ạ? Đúng ạ. Và toàn bộ những cái câu chuyện trong lời hát đấy là với những chủ đề khác nhau. Dạ vâng. Thì về mặt âm nhạc thì cháu thấy là cái nhịp điệu ấy rất là sôi động, rất là vui. Thì đấy là một cái mà về tính âm nhạc là rất là biểu hiện rất là rõ. Còn về mặt lời ca thì rất Việt Nam ạ, cái ngôn từ ấy ạ. Giống như là những cái từ mà mình vừa bàn tới, như là từ trùm, rồi từ xoan cũng là từ rất là Việt ạ. Thì trong cái lời ca tất cả những bài mà cháu nghe ấy, thì là cháu thấy rất là rất Việt Nam. Đấy là điều vô cùng đáng quý. Lát nữa thì là cháu sẽ muốn cô diễn cùng với lại hai nghệ nhân bên cạnh cô và cả cháu nữa một cái tác phẩm xoan. Và trong tác phẩm đấy thì cháu muốn biến đổi đi một chút ạ. Có nghĩa là không chỉ có trống thôi, không chỉ có trống không, mà ngoài trống ra thì có thêm một nhạc cụ nữa. Mà cháu là người đầu tiên đưa cái nhạc cụ đấy vào. Wow. Vâng ạ. Rất là đáng để mong chờ. Nhiều thứ bất ngờ ấy. Có nghĩa là không biết là anh Quang có chuẩn bị trước chưa, cái mình có nghiên cứu, mình tìm tòi, hay là đây là cái ý định anh mới vừa nảy sinh ra thôi và mình sẽ kết hợp liền, hay là anh đã nghiên cứu tìm tòi kỹ trước? Thực ra là anh đã nghiên cứu rồi và cũng đã làm một tác phẩm. Anh đã làm một tác phẩm xoan cổ. Một tác phẩm tên là tác phẩm Bỏ Bộ. Tác phẩm này thì anh muốn gửi gắm những cái thông điệp rất là mới về mặt âm nhạc. Có nghĩa là không chỉ dùng những cái âm nhạc đơn điệu đấy, không chỉ có trống với lại lời ca với lại giai điệu đó, nhưng mà anh có đưa thêm những cái bộ gõ khác vào. Anh có đưa thêm cả đàn tính, đưa thêm đàn nhị, đưa thêm đàn tranh, đưa thêm sáo trúc. Những cái gì nó thuộc về văn hóa dân tộc Việt Nam anh đưa thêm vào. Và đưa nó vào một không gian âm nhạc đương đại. Nhưng mà vẫn trên cái nét giai điệu cổ đó. Và vẫn trên những cái tinh túy nhất của xoan. Thì đã làm tác phẩm đấy rồi. Phải gọi là một cái sự nghiên cứu, tìm tòi và có một cái sự kết hợp rồi. Và chúng tôi cũng đang rất háo hức đây. Cái đó là chắc là sẽ phải đợi bật mí sau một ít phút nữa thôi. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên mà có cái đàn tính ở trong cái chất xoan. Vì cũng chưa, phần lớn xoan thì là dùng nhạc cụ về kinh thôi. Thì cháu bạo dạn một chút để đưa âm sắc của cái nhạc cụ này vào cái phần thu âm của cái bài Bỏ Bộ đó. Rồi.
Em sang là sang trả được, em sang là sang trả được. Chẳng để anh bồng qua nó. Em sang là em mơ sang. Cô gái trẻ nhất của chúng ta ngày hôm nay cảm giác rất là hay rồi. Vậy thì còn anh Tiến với lại nghệ nhân Hà Thị Vinh thì sao ạ? Sự kết hợp này như thế nào? Và phải nói là mà nghe rất là lạ. Thứ nhất là cái âm thanh nó rất là dày. Dày nó vui tươi, nó nhộn nhịp hơn so với lại cái bản gốc. Vì cái gốc thì nó có cái hay của nó, nhưng nó ở một góc độ nào đó nó vẫn hơi monotone. Thì cái sáng tạo của bạn này đưa vào thì mình thấy là nó rất là tuyệt vời. Như mình đã nói là nó dày hơn, rồi nó rộn ràng hơn và nó rất réo hơn, làm cho cái tâm trạng con người nó phấn khích hơn trong cái mùa xuân. Nhưng có một cái này mình cũng muốn có thể là không biết là chia sẻ hay góp ý, nhưng mà
một cái bài học rất là rõ ràng mà nhiều người đều biết, khi mà phục hồi hoặc là trình bày các cái sân khấu truyền thống hoặc là các cái diễn sướng dân gian truyền thống, là cái tiếng cổ nếu anh không biến nó cho nó mang cái ngôn từ của ngày hôm nay thì cái lớp trẻ rất khó nghe. Bởi vậy cho nên là bằng cách nào đó nếu biến được những cái từ cổ, chuyển nó sang cái ngôn ngữ của ngày hôm nay mà nó không mất đi cái tinh thần của nó thì đấy sẽ là thành công. Thành công về ca từ này, thành công về đưa cái nhạc cụ mới vào trong cái hát xoan. Nghệ nhân Hà Thị Vinh cứ gật đầu, cứ cười và rất tâm đắc với phần biểu diễn của mình. Quá tuyệt vời. Và tôi rất đồng ý kiến với anh Tiến là bởi vì là khi mà mình nghe xong ấy thì rõ ràng là mình thấy nó dày lên, rõ ràng mình thấy nó rộn ràng lên và nó có một cái gì nó sầm uất hơn rất nhiều. Đấy, phải nói là như thế. Đấy, làm cho tự nhiên mỗi một người nghe cũng thấy trong lòng mình nó rộn ràng cùng mùa xuân. Thì tôi thấy đấy là cái điều mà tôi rất tâm đắc. Dạ vâng, nãy giờ cứ nghe làn điệu xong là trong đầu cháu chỉ còn văng vẳng tình là tình, tình là tang tình. Không biết là Nhi thì cảm thấy như thế nào? Có nghĩa là hồi nãy chúng ta đã thấy một cái sự kết hợp làm mới, nó lạ và nó hay. Thì bây giờ thử Thảo Nhi thử mình làm nó lạ nhưng mà hay hay không thì mình khoan hãy nói. Nhưng mà nếu mà Thảo Nhi lê lạ, chắc chắn lạ. Bây giờ bạn bạn muốn hát hay là bạn muốn thử đánh trống nè? Đánh trống tốt hơn. Đánh trống tốt hơn đúng không ạ? Vậy bây giờ chứ lúc này con nhìn cô đánh ấy, con cũng để ý nhịp kiểu cả hai tay phải cả hai tay luôn ấy. Không dễ đâu, cũng khó. Chắc là nhờ dạ, bây giờ phải thử thôi, nhờ nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch ạ. À, sẽ thử cho Thảo Nhi Lê của chúng ta. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nha. Dạ, chúng ta cổ vũ nè. Ok. Dạ vâng. Vâng. Bây giờ trong xoan ấy thì chỉ có trống và phách mà. Thế cho nên là tiếng trống, nghe tiếng trống đầu tiên là đánh trống rồi. Cái nhịp trống thứ hai đó là khó, siêu khó. Có chỉ nhớ được cái này thôi nè, đúng không? Không, sai. Đây, một, hai, ba. Phải cái này không? Không làm được lại, không làm lại, ôi, nó khó quá. Cái này phải mấy lần nhỉ? Bao nhiêu lần cũng được đúng không? Mình cứ đánh thôi ạ. Phải gì không? Yeah. Có. Có thôi, một tràng pháo tay cho sự cố gắng của Thảo Nhi Lê à. Mời bạn. Em rất khó gắng đi. Nói chung là cô rất giỏi. Cái này rất khó ạ. Khó ạ, vâng ạ. Tôi công nhận khó đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Con phải học nhiều hơn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng mà cũng không khá hơn được. Nhưng mà tôi cũng rất là vui vì bạn đã có cái sự nỗ lực rất lớn, có thể là trong giây phút thôi, nhưng mà cũng thấy được là cái sự cầu tiến và sự ham học hỏi và cái sự phải gọi là thích thú về những cái vẻ đẹp của văn hóa truyền thống đến từ một người trẻ như là á hậu Thảo Nhi Lê của chúng ta ngày hôm nay. Một đúng cái rồi, Nhi có nhiều thời gian hơn, Nhi rất muốn học luôn, thật sự. Biết đâu được đây sẽ là phần thi tài năng của á hậu Thảo Nhi Lê trong cuộc thi Miss Universe năm sau. Khi bạn tham dự thì sao? Công 23 đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm biệt với những nét văn hóa, những nét đẹp ở vùng đất tổ. Chúng ta sẽ cùng về với làng biển để cùng xem là những người dân ở vùng biển Quỳnh Phương họ đã chuẩn bị như thế nào cho những chuyến biển đầu năm mới này ra sao, thưa quý vị. Dạ vâng, có thể nói là làng biển trong những năm vừa qua, trong 2 năm vừa rồi chắc chắn là đã gặp rất không ít những cái khó khăn với việc là giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên thì chắc chắn rằng họ cũng vẫn sẽ có một cái Tết sum vầy bên gia đình, phải không anh Cường? Chúng ta sẽ cùng đến xem là họ đã chuẩn bị cho những chuyến biển đầu năm ra sao để có thể là ổn định cuộc sống sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Sau gần nửa tháng lênh đênh trên biển đánh bắt cá, hôm nay tàu của anh Bắc ở xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cập cảng. Chuyến biển cuối năm không được như mong đợi, khi cá, tôm đánh bắt không được là bao. Vì vậy, thu nhập từ chuyến biển này kém. Thế nhưng, vợ chồng anh Bắc vẫn tranh thủ tạt qua chợ,
mua vài bộ quần áo cho lũ trẻ. Tiện mua thêm ít hoa Tết đem về nhà. Tết mà ai cũng sẽ làm như vậy. Chuyến biển cuối năm hơi khó khăn, dầu mỡ thì cao, xăng dầu thì cao, ngư trường bắt thì đánh bắt càng ngày càng khó khăn, phải mày ra mày ngoài khơi vì đánh được. Ở cái làng chài này, bao đời nay vẫn vậy. Cứ vào dịp giáp Tết, bà con ngư dân lại rong buồm ra khơi. Thuyền nào đánh bắt được nhiều cá thì về kịp ngày Tết, còn không thì phải qua Tết mới về. Ông Phan Khuyên, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông theo cha nhiều chuyến biển từ ngày còn bé. Ông Khuyên bảo, đây là giai đoạn khó khăn nhất của nghề biển ở cái làng chài này. Khi mà xăng tăng, giá nguyên vật liệu tăng, còn hải sản đánh bắt được thì ngày càng ít đi. Vì vậy, những chuyến biển nguy cơ thua lỗ là cao. Chuyến biển vừa rồi của con trai ông là anh Bắc xem ra cũng lỗ. Buồn đấy, nhưng trong nỗi buồn lại có niềm vui. Vì nhiều năm nay, gia đình ông lại mới có dịp quây quần đông đủ bên nồi bánh chưng Tết. Bao nhiêu Tết là rào cha cô cá là phải cánh, rồi rét mướt, bão gió là phải cánh bờ rào. Tại vì cá là Tết nó áp vào thì mình phải cánh, cánh để ra ngoài Tết để mà đi. Ngày xưa là vất vả lắm. Rồi bố không mấy khi ăn Tết ở nhà tàu gia đình. Chúng con thì gắng được đến ngày hôm nay là về để đón Tết. Chúng con làm mẻ lưới cuối cùng, lối không ăn thua, về để ăn Tết. Vừa lối sóng thì vừa gió xuống, anh em hơi vất vả. Điều kiện nó khó khăn thì gia đình phải cố gắng nên những cái năm khác này sẽ được mùa. Từ dầu cao mà khai thác các con dư vất vả, khai thác muốn về ăn Tết thì sợ nổ dầu, không có tiền thu nhập. Thì tôi cũng mong là năm nay gia đình nhà ta là về được, các con về ăn Tết, đón xuân mới là bố mẹ mừng rồi. Với ngư dân, việc cúng tổ tiên ngày Tết luôn là nghi thức quan trọng nhất. Không mâm cao cỗ đầy, mâm cơm chiều cuối năm không thể thiếu được những sản vật từ biển. Đây là tấm lòng thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên, ông bà để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới. Để cầu mong sức khỏe, bình an đến gia đình trong năm mới. Hôm nay là quan trọng hơn cả là được sum vầy bên mâm cơm chiều 30 Tết sau một năm với những chuyến lênh đênh đánh bắt trên biển đầy sóng gió. Không chỉ thờ cúng gia tiên, theo phong tục của ngư dân vùng biển nơi đây, mỗi lần vào ra biển đánh bắt, họ đều đến đền Cờn, được xem là ngôi đền thờ tổ nghề để làm lễ. Một nghi lễ truyền thống để thể hiện lòng biết ơn đất trời, để cầu mong và cảm tạ các vị thần linh đã phù hộ cho họ những chuyến biển ra khơi an toàn, đánh bắt thắng lợi. Phong tục tập quán của nhân dân của chúng tôi á, là cái dân vùng biển hay cầu ngư mà thánh mẫu là đã phù hộ độ trì cho chúng tôi ra khơi vào lộng đánh bắt rất là cứ hà đắc lợi, cho nên cái đền mẫu Cờn nó càng trở thành là cái chỗ điểm linh thiêng cho những dân chài lưới. Năm cũ đã khép lại với bao khó khăn, với những chuyến biển đầy vất vả, bà con ngư dân cầu mong trong năm mới có những chuyến biển mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Vâng, năm nay có thể nói là một nốt trầm đối với những làng chài ven biển của khắp mọi miền Tổ quốc, bởi lẽ là với những người đi biển thì đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà giá nhiên liệu tăng cao. Vậy thì cô Minh ạ, giá nhiên liệu tăng cao như vậy thì có ảnh hưởng thế nào đến cái việc làm gốm của làng nghề của mình không ạ? Có chứ. Trong cái giai đoạn này là giai đoạn cũng rất là khó khăn cho một nền kinh tế chung.
Bởi vì cái xu thế của nền kinh tế thế giới cũng đang rơi vào cái vòng khá là suy thoái. Thì làng gỗ Bát Tràng cũng vậy. Bởi vì gốc là từ nguyên liệu khai thác ở các mỏ mà ra. Thì cái lương khai thác, rồi là thiết bị khai thác thì phải sử dụng đến xăng dầu nhiều. Đấy, rồi vận chuyển thì cũng phải dùng đến cái phí xăng dầu rất là nhiều. Thế mà đặc biệt là Bát Tràng thì bây giờ không còn đốt bằng than bằng củi nữa, và chủ yếu là đốt bằng ga hóa lỏng. Thì cái chi phí của ga cũng là tình hình chung của cả thế giới, cho nên là cũng khó khăn. Nhưng đối với Bát Tràng ấy thì nói riêng của Bát Tràng và nói chung cho ngành thủ công mỹ nghệ thì cái khó nó cũng là ló cái khôn. Thì bắt buộc các nhà sản xuất phải suy nghĩ, phải tính toán làm sao để mà cân đối được đầu vào đầu ra. Thì đấy, thì cái hàm lượng đổi mới sáng tạo nó lại ở trong ấy nhiều hơn. Khi mà nghệ nhân Hà Thị Vinh vừa nói đến câu chuyện đổi mới sáng tạo của những người làm nghề gốm, thì phải chăng đó cũng là một cái cảm xúc xuất phát để cho nghệ nhân Hà Thị Vinh xây dựng nên cái bảo tàng về nghệ thuật gốm này hay không? Tôi là sinh ra và lớn lên ở trong cái quê hương gốm Bát Tràng. Tôi là đời thứ 15 làm nghề, các con tôi là đời thứ 16, và bây giờ thế hệ thứ 3 của tôi đã bắt đầu vào để làm nghề. Chúng tôi là một trong 19 dòng họ gốc ở Bát Tràng. Cái tình yêu quê ấy là thấm đẫm trong tôi. Ông bà chúng tôi, bố mẹ chúng tôi kể về văn hóa quê mình. Ngày xưa các cụ khao vọng thế nào, ngày xưa làm nghề thì ra làm sao, rất nhiều thứ. Thế mà chúng tôi rất hạnh phúc là chúng tôi lại được làm nghề của ông cha tổ nghiệp, được phát triển và được sự thịnh vượng từ nghề của ông cha tổ nghiệp cho mình. Một cái nữa là tôi bước ra thế giới để xúc tiến thương mại. Tôi đến bất kể một quốc gia nào, tôi làm xong công việc của mình thì tôi cũng đi tham quan các bảo tàng của họ, tham quan những cái di sản của họ, rồi tham quan thậm chí là xuống xem họ làm du lịch cộng đồng thế nào. Và tôi nghe rất nhiều câu chuyện hay, họ kể rất hay. Và chúng tôi cứ mỗi người mấy chục ơ hay là hàng trăm đô la mới được bước vào đấy mà nghe mà xem. Tôi tự nói với mình là họ kể chuyện họ rất hay, và họ có nhiều chuyện để kể. Thậm chí có những cái cốt truyện không phải hay lắm đâu, nhưng họ kể ra vẫn rất hay. Thế còn chúng ta thì có rất nhiều luôn. Mà quê mình có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa kể được là bao. Thì bởi cái tâm huyết ý thì chúng tôi cũng về và thuyết phục 19 dòng họ trong làng trên tinh thần đoàn kết. Và chúng tôi có nói với cộng đồng quê tôi này thì cần phải cầm tay nhau trên tinh thần đoàn kết, và phải vinh danh các cụ tổ tiên chúng ta và tri ân các cụ. Thì đấy là cái mục tiêu và cái khát vọng của chúng tôi để xây dựng lên cái khu này. Dạ vâng ạ, việc kể những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa thông qua các hiện vật trưng bày rõ ràng là một cách kể chuyện có thể khơi gợi được rất nhiều những niềm thích thú và đam mê của người xem, phải không ạ? Vậy thưa anh Nguyễn Ngọc, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ạ, như là chương trình cũng đã có giới thiệu là mình là một người rất là đam mê sưu tập các hiện vật, các đồ cổ, và ngày xưa thì anh cũng đã từng có một quán cà phê trưng bày rồi, phải không ạ? Thì anh có thể chia sẻ những cái đánh giá của bản thân về việc là chúng ta có thể truyền tải những cái giá trị văn hóa thông qua các hiện vật cổ ạ? Văn hóa là động lực của phát triển. Văn hóa, tất cả mọi thứ đều là văn hóa hết. Thế thì việc mà ra đời nhiều bảo tàng, trong đó có bảo tàng gốm hay các cái bảo tàng khác, thì nó là một cái minh chứng, chứng minh rằng là cái dân tộc này từ xa xưa nó đã có những cái nghề như vậy, nó đã phát triển như vậy. Và trong quá trình người ta phát triển, người ta làm các cái nghề thủ công, thậm chí là các nghề bằng máy sau này, thì người ta cũng đã hình thành con người, hình thành nhân cách, hình thành bản tính xóm làng, hình thành nên một cái cộng đồng. Do vậy là cái việc mà chúng ta có những cái bảo tàng, chúng ta lưu giữ lại được những cái mà tiền nhân để lại, thì tôi cho đấy là một cái việc làm rất là đáng quý. Và tôi còn mong muốn là
trong nhiều lĩnh vực khác cũng nên có những cái bảo tàng như vậy. Tôi rất đồng ý ý kiến của anh. Và tôi có nói với mọi người là chúng ta ở tại Hà Nội. Hà Nội là đất trong nghề. Và 36 phố phường của chúng mình ý, câu chuyện mà từ làng ra phố rất là hay luôn. 36 phố phường, lúc đấy là phường Hát Xoan. Thì chúng ta quay lại đến là phường Kẻ Chợ. 36 phố phường, anh Tiến ạ. Đấy là phường Kẻ Chợ. Để bán những cái sản phẩm, những cái vật phẩm từ trong các làng nghề đi ra. Tôi phải nói là ví dụ như phố Bát Đàn, Bát Xứ của Hà Nội. Ngày xưa chủ yếu là người làng quê tôi ở và mở cửa hàng bán hàng ở đấy để mang hàng của làng ra bán. Hay chẳng hạn như là bố mẹ tôi có cái nhà tại phố Tô Tịch ý, bên này đầu hàng gai, bên này đầu hàng quạt ấy. Anh Tiến mà là gốc Hà Nội thì tôi chắc chắn lúc nhỏ anh phải đi ra đấy để tiện quay, mua củ quay, tiện củ quay, đúng không ạ? Đấy là của cái làng Nhị Khê đấy anh ạ. Đấy thì chủ yếu là dân Nhị Khê ra đấy vừa làm nghề vừa buôn bán. Hay tôi nói quay lại đến câu chuyện là phố Hàng Bạc. Phố Hàng Bạc ấy là đấy là toàn chủ yếu là dân Châu Khê, dâu Kim Hoàn, làng Kim Hoàn Châu Khê của Hải Dương. Hải Dương Định Công, đúng không ạ? Một phần của Định Công, còn một phần là của Thái Bình, của Thái Bình, Đồng Sơn, phải không ạ? Thế thì họ ra ngoài đấy, họ kinh doanh, họ làm nghề ở cái phố Hàng Bạc ấy. Rồi họ giàu có từ đấy, họ xây cả một cái đình Châu Khê ở đấy để bái vọng về quê. Tôi thật sự rất là thích cái câu chuyện của nghệ nhân Hà Thị Vinh chia sẻ. Không gian bảo tàng không chỉ là nơi để trầm mặc, để chúng ta hoài niệm, mà là nơi để chúng ta kể câu chuyện, để mọi người hiểu hơn, để những thế hệ trẻ như tôi, chị Phùng Hương hay là Á Hậu Thảo Nhi Lê, và cả anh Quang nữa, chúng ta cùng hiểu hơn về những cái giá trị, những cái nét đẹp văn hóa nghệ thuật và chúng ta tự hào hơn. Tôi người Việt Nam. Chắc có lẽ là về bảo tàng tư nhân thì đây là câu chuyện không quá xa lạ ở nước ngoài rồi, như là ở Đức hay là ở Hà Lan nữa, đúng không ạ? Vậy thì ở cái nơi mà Nhi sinh ra và lớn lên chẳng hạn, mình có tham quan bảo tàng nhiều không? Và cái bảo tàng nó có làm cái câu chuyện để Nhi tìm tòi, Nhi tìm hiểu, hay là một cái nơi để mà Nhi thưởng lãm về một cái nét đẹp gì đó? Bảo tàng ở bên Tây ấy, nó là một cái nơi để hưởng thụ nghệ thuật. Mọi người rất là thích nghệ thuật, thích văn hóa. Có vẻ tại vì đất nước phát triển ấy, người ta có nhiều thời gian hơn, người ta có nhiều điều kiện hơn để người ta có thưởng thức được những cái việc như vậy. Vì thế Nhi cảm thấy ở bên Tây ấy, cứ cuối tuần là người trẻ người ta đi bảo tàng ấy. Và như bản thân Nhi đi du lịch ở bên Paris hay là đi du lịch bên Hà Lan thì những cái mà check in point ở trên cái to do list của mình ấy là chắc chắn là phải đi bảo tàng. Và có ít nhất là 2-3 bảo tàng là mình muốn đi, vừa để check in, vừa để chụp ảnh, vừa để xem văn hóa, xem nghệ thuật. Và những một cái bảo tàng ở bên Tây ấy, nó cũng rất nhiều hoạt động khác nhau. Kiểu như là người ta mời những cái nghệ sĩ kiểu artist khác nhau mỗi một tuần, mỗi một tháng để trưng bày những cái nghệ thuật khác nhau. Thì cảm thấy nó rất là thú vị, rất là hay. Nó là một cái lối sống ở bên nước ngoài ấy. Người ta rất là trân trọng cái việc đấy. Bản thân con ấy cũng chưa nhìn thấy một cái nơi nào ở Việt Nam mà nó có một cái kiểu architecture ấy, mà trông như thế này. Nó rất là hiện đại luôn. Cảm giác nó hiện đại mà nó không, mình đang không phải ở Việt Nam ấy. Kiểu như một cái Việt Nam nhưng nó phát triển hơn và khác biệt. Và lúc con vào những cái phòng, căn phòng như phòng này ấy, thì thấy gốm ở trong đấy. Thì mình lại có một kết hợp vì sự văn hóa cổ điển của mình, truyền thống của mình cùng với cả một cái nét đẹp hiện đại. Nó kiểu mix vào nhau. Thì con thấy cái nơi này rất là đẹp. Vì thế thảo nào cũng rất nhiều trẻ, nhiều người trẻ đang check in ở đây. Đang rồi. Nhi nói rất hay, rất đúng đấy. Tại vì nếu mà mọi người nhìn kỹ thì mỗi một cái trụ xoay này là đang biểu đạt lên như một cái bàn xoay để đang vuốt gốm lên. Cả cái chỗ này là một cái. Thế mà cái kết nối giữa trụ xoay nọ sang trụ xoay kia thì kết nối lại với nhau, nó thành như là một cái bầu lò cổ ngày xưa. Và chúng ta đang ngồi đây là ngồi trong lòng cái lò bầu cổ Bát Tràng ngày xưa. Như gốm. Quá là đẹp luôn. Nhưng mà nếu chúng ta đứng ở phía ngoài nhìn vào thì cái sự lượn của từng cái vành không này thì nó mềm mại và nó có một cái sự nó rất là hồn nhiên, thì như sóng sông Hồng.
Vâng, anh Quang ạ. Anh có từ nãy đến giờ thì nghe câu chuyện của cô Vinh kể thì cũng thấy rằng là bảo tàng trưng bày chính là một cách để lưu giữ hồn cốt dân tộc và đặc biệt là để lan tỏa giá trị văn hóa. Hoặc là Như Nhi cũng vừa mới chia sẻ là đi đến các nước ở phương Tây thì người ta đều sẽ phải đến các bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử của nước đó. Nhưng mà tại sao tại Việt Nam của mình hiện tại thì có vẻ như là dường như là bảo tàng chưa phát huy được giá trị của nó? Và anh là một người nghiên cứu về văn hóa dân tộc đúng không ạ? Thì anh có cảm thấy như nào? Anh là một người trẻ. Thực ra thì tôi cũng không ở Việt Nam nhiều, tôi ở Hà Lan là chính. So sánh với cái câu chuyện là Hà Lan thì họ khuyến khích cái người dân và người khách du lịch đến bảo tàng rất là nhiều. Và cái sự mong cầu để biết về văn hóa nghệ thuật của người nước ngoài rất là cao. Chính vì thế mà nó có hai yếu tố để tạo nên một cái môi trường sống có chất lượng và về mặt con người ấy, là chính phủ của nước đấy, ví dụ Hà Lan chẳng hạn, họ giảm giá gọi là không thể thấp hơn được nữa cho một cái người mà quan tâm đến văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là muốn đi thăm bảo tàng. Ví dụ như là tôi có thể mua một cái vé đi thăm bảo tàng 50 euro khoảng hơn 1 triệu, tôi đi thăm cả năm tất cả các bảo tàng trên cái đất nước Hà Lan đấy. Thì đấy là một cách mà khuyến khích người mà quan tâm đến văn hóa nghệ thuật rất là tốt. Mà người dân Hà Lan cũng như là những người dân ở châu Âu hoặc là những cái nước tân tiến thì người ta rất quan tâm đến vấn đề văn hóa nghệ thuật. Thì có lẽ ở Việt Nam thì tôi thấy là cũng thực sự là ít bảo tàng, với lại hầu như mọi người không quan tâm lắm cái đến cái việc là đến bảo tàng để xem và để chiêm nghiệm văn hóa, để hiểu thêm về lịch sử, để hiểu thêm về nghệ thuật nữa. Thì đấy là một cái điều cũng hơi đáng buồn. Nhưng mà đến đây không gian như ngày hôm nay như này thì tôi thực sự là bất ngờ đấy. Vì là tôi đã đi rất nhiều bảo tàng ở châu Âu rồi, tôi đi gần 100 quốc gia rồi cơ. Nhưng mà nói thật là đến bảo tàng của cô hôm nay cháu thấy rất mừng ạ. Vì ở Việt Nam mình ở gần Hà Nội có cái bảo tàng đẹp như thế này, rất ngỡ ngàng đấy. Cái quan trọng hơn là người Việt Nam phải thực sự là muốn đi xem bảo tàng. Có vẻ anh người trẻ bây giờ người ta cũng cởi mở với việc đấy hơn, thích bảo tàng hơn, nhưng cũng cần cần cái sự phát triển từ du lịch ấy, mình push nó nhiều hơn nữa. cần nhiều chiều hơn nhiều yếu tố hơn. Và tôi nghĩ là sẽ là nơi bảo tàng, là nơi tổ chức rất nhiều những cái hoạt động văn hóa, ví dụ như là những cái show diễn thời trang lớn của rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng. Họ tổ chức ở những cái bảo tàng rất là lớn ở trên thế giới, những cái show diễn thời trang kiểu Louis Vuitton, kiểu một cái nhãn hàng rất là cao cấp của thế giới, cũng là một cái show ở trong Louvre. Nói chung là mọi người luôn kết hợp nghệ thuật cùng với cả thời trang cùng với âm nhạc. Nó là một cái giới mà mình phải cùng nhau kết hợp với nhau để có thể tạo ra những cái sự kiện giá trị và truyền cảm hứng cho những người dân, nó cộng hưởng với cái nhau này. Ví dụ như tầng hầm ở dưới này thì là nơi trải nghiệm để cho tất cả kể cả người nước ngoài vào đây thích lắm, là vào được vuốt gốm, được vẽ gốm, thế rồi nghe câu chuyện của gốm, rồi là giao lưu cùng với các nghệ nhân của làng nghề gốm. Thì nhân Hà Thị Vinh vừa nhắc đến cái câu chuyện là vuốt gốm và bản thân những người trẻ như là Thảo Nhi Lê, Việt Cường và Phục Hương. Nếu như ngày hôm nay ngay tại trường quay này, nghệ nhân nghĩ sao khi mà ba chúng tôi thử vuốt gốm để cho nghệ nhân Hà Thị Vinh thử đánh giá để xem là chúng tôi vuốt đẹp hay sao hay không? Cứ một trăm ba cho cái thử thách này ạ. Chúng ta sẽ thử vuốt gốm ngay tại chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái trò chơi rất là lý thú để khẳng định được cái tình yêu gốm của mình. Thì tôi xin giới thiệu có hai đội thi hôm nay, đấy là đội MC và đội thứ hai là đội nghệ sĩ. Thế thì hai đội thử thể hiện cái khéo léo tình yêu gốm và trí tuệ của mình để xem đội nào thắng nào. Xin mời. Bắt đầu. Rồi. Như vậy là để nguyên là đẹp rồi. Như vậy đó. An toàn. Đếm số
không bắt bị áp lực luôn. À, bây giờ hai đội bình luận về tác phẩm của mình đi nào. Tác phẩm mình bị xin mời đoàn nghệ sĩ trước đi. Nghệ sĩ là thuyết trình trước. Rồi cái này ok em biết rồi, em biết là cái gì rồi. Rồi. Cái này là một cái bình hoa em bé mà nó được lấy ý tưởng từ cái cơ thể cái cơ thể của con người mình. Nó có những cái vòng cong, vòng lóp, lép và vòng kiểu anh nói hiểu không? Kiểu nó có những cái kiểu curve ấy, như một cái body ấy. Mọi người tưởng tượng được thiết kế thời trang. Đó như là một cái người của một người phụ nữ. Ủa thì áo đang múa. Đang múa đúng rồi. Được đúng không? Nào, thế xin mời đội MC nào. Đây cái này là cái hình ảnh giống như là một cái cối xay, cái cối giã gạo hay là cái cối đâm tiêu, hoặc là nếu mà chúng ta đi du lịch ở nhiều nơi, hay là nếu mà Thảo Nhi của nhà cô chúng ta đi du lịch ở Thái Lan đấy thì thấy những cái cối giã gỏi của người Thái họ cũng sẽ hình dáng tương tự như thế này. Và nếu như mà như coi trong cái phóng sự vừa rồi đầu khi mà chúng ta về với Phú Thọ đó thì cũng có thấy là bánh dày cho nghĩa có như thế này đúng không ạ? nó nghĩa là nó mang hồn cốt của dân tộc, hồn cốt của dân tộc. Thế thì tôi xin nhường cái bình luận của anh Tiến nhé. Nhà văn hóa cái cối mà như đội mượn si nói đấy nó không phải là một cái cối, vì cái cối bao giờ cái chân nó cũng phải to hơn. Còn đây cái này rất là nhỏ, cái này nó rất giống như một cái giống như là một cái cốc uống trà ngày xưa trong kiểu dáng bát bát Nhật. Dạ vâng đúng rồi chị ạ. Vâng. Giống cái bát Nhật. Vâng. Đúng không? Bát Nhật chân nhỏ. Chứ còn đội nghệ sĩ thì nói là một cái body của trẻ con thì nghe chừng thuyết minh nó cũng có vẻ có lý, nhưng mà xem ra thì nó có những cái phần cong, phần xấu xí, rồi cái mép nó không bằng, nhưng mà nó lại tạo ra một cái gì nó cũng rất riêng ấy. Nó là kỹ thuật hiện đại. Cái này nếu mà tức là nó là độc bản, không có bản thứ hai. Nếu vậy thì như cái bình luận của anh Tiến ấy thì tôi cho rằng là đội nghệ sĩ thì chúng tôi chấm là 8.5. Thế còn đội MC thì chắc là 7.5. Không ra là á hậu đang ra rồi. Á hậu không còn là á hậu nữa rồi. Đúng không ạ? Dạ, quay là một người đặc biệt. Nhưng mà phải nói là chúc mừng cả hai đội. Tại vì là thực ra vuốt gốm là một cái công nghệ rất là khó. Mà không phải là ai cũng có thể làm được ngay đâu. Cho nên là tôi thấy là cả hai đội đều rất thông minh. Rất thông minh và rất giỏi. Và tôi cũng không ngờ được các anh chị vuốt được tí đâu. Nhưng làm nghề thì tôi cũng thấy khá là ngạc nhiên đấy. Xin chúc mừng các anh các chị. Và rất là cảm ơn là các anh các chị rất yêu quê tôi và yêu cái nghề gốm của quê tôi. Thành ra các anh các chị mới làm được như thế. Và tôi không định trưng bày trên nếu các anh các chị. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến sự hoài cổ thì từ trước đến nay mọi người khi mà nhắc đến vấn đề này vẫn hay đề cập đến là đây là câu chuyện của những bậc cao niên. Thế nhưng chị Phụng Hương biết không, Việt Cường cảm thấy là trong xã hội ngày nay đây không chỉ là câu chuyện của những người cao niên nữa mà đã có sự lan tỏa hơn rất nhiều rồi.
Dạ vâng, thực tế thì chúng ta cũng có thấy rất nhiều các bạn trẻ hiện nay đang có rất nhiều những cách rất là độc đáo, rất là hiện đại để có thể lưu giữ được những nét đẹp truyền thống, phải không anh Cường? Chắc chắn rồi, đặc biệt là trong những ngày Tết đến xuân về, không biết là chị Phùng Hương có để ý hay không. Chỉ trong vài năm trở lại đây thôi, tôi thấy là rất là nhiều những bạn trẻ họ tìm về với tà áo dài của dân tộc mà trước đây thì không hề có đâu. Họ lưu lại những cái khoảnh khắc thật là đẹp để tôn vinh lên cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta đó ạ. Dạ vâng ạ, nếu như anh có để ý thì chắc chắn là anh cũng sẽ biết về một cái nhóm bạn trẻ thường xuyên mặc cổ phục. Có phải là chị đang muốn nhắc đến cái nhóm Bách Hoa Khánh Hội đúng không? Chính xác. Nếu như bạn nào mà quan tâm về cổ phục, yêu thích cổ phục thì chắc chắn đều biết về nhóm Bách Hoa Khánh Hội này, bởi vì các bạn trẻ đó lại có một cái niềm đam mê với cổ phục và thường xuyên có các hoạt động, ví dụ như là hoạt động là Bách Hoa Bộ Hành, đó chính là mặc các trang phục áo dài rồi cổ phục và đúng đi rồi. Bộ trên những con đường sầm uất tấp nập của đô thị của Hà Nội chẳng hạn. Đây thực sự là một cái hình ảnh có thể nói là nó không hề mâu thuẫn mà rất là thú vị, phải không anh Cường? Và ngay bây giờ có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay, đại diện cho những người mà chúng tôi đang đề cập đến, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Đức Hòa, Vũ Đức, Nguyễn Nga và Gia Lộc. Xin chào các bạn. Đầu tiên thì chắc có lẽ là chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn đi đúng không ạ? Các bạn đã có mặt ngày hôm nay trong những cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ là rất là đẹp để chúng ta chào một năm cũ và đón một năm mới với những cái tà áo dài vô cùng truyền thống của dân tộc. Tôi xin hỏi các bạn một chút xíu là các bạn cảm nhận như thế nào khi mà mình khoác lên những cái bộ cổ phục như vậy ạ? Xin mời. Khi mà khoác lên những bộ cổ phục mà do chính tay chúng em nghiên cứu bằng cũng là sự đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ thì đầu tiên đấy chính là sự tự hào, và tự hào về văn hóa giá trị truyền thống của dân tộc chúng ta rất là phong phú và tươi đẹp, và tự hào hơn nữa là mình là một trong số những người trẻ đang cố gắng để duy trì những cái nét văn hóa cổ truyền tưởng chừng đã bị lãng quên này. Làm thế nào mà các bạn có thể lan tỏa được cái niềm yêu thích đối với trang phục cổ phục như vậy cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay? Bởi vì tôi thấy là ngày hôm nay trong trường quay không chỉ có đại diện bốn bạn mà chúng ta nhắc đến tên đâu, rất đông các bạn phía sau nữa, có nghĩa là các bạn đều có chung một niềm yêu thích với cổ phục. Cái sự lan tỏa này không dễ dàng mà có ở những cái thế hệ bạn trẻ gen Z như các bạn. Khi chúng ta đã là người Việt Nam thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có một cái niềm tự hào về dân tộc cũng như là cái lòng yêu mến đối với cả văn hóa truyền thống. Thế nên em cho rằng thứ nhất, khi mà em quyết định đi tìm cái con đường để lan tỏa được giá trị văn hóa như thế này, em đều xác định rằng là đây là một con đường hoàn toàn khả thi và chắc chắn mình có thể lan tỏa được đến rất là nhiều người. Tôi sẽ hỏi người phụ nữ có phần hay sexy nữ tính chút xíu trên chương trình ngày hôm nay. Vâng, Thảo Nhi ơi, không biết là bạn có cảm thấy mình hơi lạc lõng hay không? Ngày hôm nay thì tôi thấy là mọi người đều trong những trang phục áo dài rất là đẹp. Có vẻ là mình khác biệt, đúng không? Những cái sự khác biệt cũng là một cái sự đặc biệt. Thì hôm nay là ai cũng mặc áo dài, mặc một bộ quần áo trang phục rất rất là đẹp và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và người đàn ông Việt Nam. Và bản thân Nhi thì cảm thấy rất tự hào khi nhìn thấy những người trẻ xung quanh Nhi mặc những bộ đồ quá là đẹp như thế này. Bản thân Nhi là một người đam mê vì thời trang, yêu thời trang, sống vì thời trang. Và Nhi thì về Việt Nam xây dựng một cái thương hiệu thời trang riêng của Nhi mà Nhi đang hôm nay mặc trên người của Nhi. Và cái thông điệp mà Nhi luôn luôn đưa ra cũng là Nhi chỉ muốn mang được cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra thế giới. Cái nét đẹp của người phụ nữ nó không phải chỉ là một cái trang phục của mình mặc trên cơ thể của mình, mà là cái tính cách, cái thần thái và cái văn hóa mà mình, người phụ nữ Việt Nam mình có ở trong trái tim của mình. Thì đối với Nhi, cái trang phục nó cũng là một phần mình thể hiện được cái tính cách của mình, thể hiện cái đam mê của mình, thể hiện cái cuộc sống của mình. Và Nhi cảm thấy nếu mà mình tự tin với những gì mà mình đang mặc thì mình sẽ có thể tỏa sáng được. Thế như bạn Lộc, bạn ấy mặc áo dài đi trường học, bạn ấy vừa tạo ra cái sự khác biệt, làm bạn ấy đặc biệt. Và bạn ấy cảm thấy tự tin và tự hào về bản thân mình khi bạn ấy mặc áo dài đó. Thú thật thì buổi đầu tiên em mặc áo dài đến trường thì ai cũng nhìn. Cả lớp, hoặc chính xác hơn thì trong khi em đi thang máy thì tất cả mọi người đều nhìn em. Và đến khi đến lớp thì tất cả mọi người đều cười ầm lên. Thế nhưng mà em thấy là chuyện đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Bởi vì là em thấy là mình đang làm điều đúng, mình cũng không có điều gì sai mà mình cảm thấy phải ngại về điều đấy cả. Cô có quan điểm thế nào về lời của bạn Thảo Nhi vừa mới chia sẻ, đấy là phụ nữ có thể gợi cảm một chút, hở một chút cũng không sao, miễn là đẹp và tự tin ạ? Tôi cho rằng là Thảo Nhi nói cũng rất đúng. Bởi vì tôi vẫn lặp lại cô vừa rồi tôi nói, đấy là ngôn ngữ của văn hóa. Mà văn hóa của chúng ta thì vừa rộng lại vừa sâu. Cái câu chuyện cho thể hiện được những cái tinh hoa trên cái thần thái con người
cũng là một văn hóa. Nếu như một ít phút trước có nghệ nhân Hà Thị Vinh có nói là thông qua những cái bộ trang phục như là áo dài đi đến những cái sự kiện quốc tế lớn thì rất là tự hào mình là người Việt Nam, cái tự hào cái nét đẹp đó. Thì Thảo Nhi Lê, bạn có cùng quan điểm này không? Bởi vì tôi thấy là bây giờ các bạn trẻ đôi khi là họ có thể là một niềm yêu thích về cổ phục đó, nhưng mà để mà có được một cái sự suy nghĩ là mình tự hào với cái nét đẹp hoài cổ đó trong mắt bạn bè quốc tế và tự tin khẳng định tôi là người Việt Nam, tôi người Việt Nam trong trang phục áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Bản thân Như Nhi cũng như là cô mới mấy tháng trước cũng mặc một áo dài màu trắng của Việt Nam đi ở New York Fashion Week, đi sang Paris Fashion Week. Nhi chưa đăng những cái hình đó để Nhi đang chờ đợi một cái video đấy để cho nó hoàn thiện nữa thì Nhi đăng lên. Nhưng lúc mà Nhi mặc ở trên đường ở bên nước ngoài y hệt như cô luôn, mọi người nhìn Nhi, mọi người khen ôi hồ ôi sao bạn đẹp thế, bạn mặc cái gì vậy. Xong rồi nhiều người tưởng là Nhi sắp được lấy chồng rồi, tự nhiên tại vì mới mặc áo dài màu trắng nữa. Mọi người chúc mừng Nhi, nhưng kiểu cảm giác như ai ở trên phố đường cũng quay lại nhìn Nhi, tại vì Nhi cảm thấy mình vừa tự hào lúc mình khi mà mặc áo dài lên. Nữ giới quan tâm đến áo dài thì tôi không còn lạ, nhưng mà tôi thấy là các bạn nam giới cũng bắt đầu tham gia với cổ phục. Tôi rất là muốn nghe ý kiến của các bạn nam. Các bạn nghĩ như thế nào khi mà mặc những tà áo dài như vậy? Mình có ngại hay không khi đến với những nơi đông người? Bởi vì tôi biết là các bạn có những cái sự kiện sẽ xuất hiện ở những cái nơi đông người, như là trên tàu điện chẳng hạn. Thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Mình có đi ngược lại với số đông hay không? Có lẽ là cái cảm giác đầu tiên mà phải nói đến khi mặc áo dài ngũ thân, ít nhất là trong trường quay ngày hôm nay, là nó ấm. Vừa nãy thì lúc bắt đầu chương trình thì mình có quan sát thấy hai MC hơi suýt xoa một chút vì lạnh. Nếu lần sau mà hai MC mặc áo dài ngũ thân thì chắc chắn sẽ thấy ấm hơn. Đấy là cái điều đầu tiên, cảm giác đầu tiên lúc mà hai MC hỏi thì cái điều đầu tiên mình nghĩ đến là nó ấm. Câu chuyện về việc là có ngần ngại hay không thì mình nghĩ là lúc nào cũng có. Ở những cái thời điểm bắt đầu thì chắc là sẽ có thôi. Nhưng mà mọi thứ thì nó là cái thế nào, nó là cái thói quen, nó là cái sự chia sẻ của cả cộng đồng. Cho nên khi mà càng ngày càng có nhiều người cùng chung cái đam mê, cùng chung cái sở thích giống như mình thì cái chuyện đấy nó sẽ khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn. Câu chuyện của em bắt đầu là từ cách đây khoảng 3 năm trước. Là em nhớ là khi vào 2020 thì hồi đó là có một đề xuất là liệu nam sinh có thể mặc áo dài như nữ sinh đến trường học được hay không. Thì khi mà cái đề xuất đấy được đề xuất ra thì đã có một cái sự tranh cãi giữa dư luận và trên mạng xã hội rất là gay gắt. Và có rất nhiều quan điểm bảo vệ cho việc là tại sao nữ giới có thể mặc áo dài đến trường nhưng nam giới lại không được. Trong khi đó thì có những người khác, và thường thì sẽ là nam giới, họ phản đối việc là mặc áo dài là bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hoặc là họ cảm thấy như áo dài là thể hiện một cái gì đấy nó gia trưởng và nó phong kiến. Và em thấy rằng là cái cuộc tranh cãi trên mạng xã hội như thế nó sẽ không hồi kết nếu như mà mình không đưa ra được một cái kết quả nào đó. Và thế là em quyết định thay vì mình dùng lời nói, mình dùng hành động. Và em đã quyết định là mặc áo dài đến trường vào thứ hai hàng tuần, để coi như đấy là một cái hành động mà mình có thể chứng minh được là nếu như nữ giới có thể mặc được thì tại sao nam giới không thể mặc. Khi mà em đăng tải hình ảnh em mặc áo dài lên trên mạng xã hội thì có rất nhiều người đã ủng hộ em, và thậm chí là đã vô tình đã tạo thành một cái hiện tượng nó gọi là mini trend ở trên mạng xã hội. Thì bắt nguồn từ việc đấy là khi mà bắt đầu phát hiện ra là những cái trích dẫn hay là những nghiên cứu hay là những cái bản phục dựng ở các đơn vị mà có chuyên môn chức năng về lĩnh vực này thì thực tế mà nói là nó nhiều phần nhiều vẫn không chính xác. Thì khi mà mình có cơ duyên mình nhận ra được điều đấy thông qua những cái dự án của mình thì mình nhận thấy rằng là càng đào sâu nó thì càng có vấn đề nhiều hơn. Thì đấy chính là lý do mà bắt đầu khởi sự cho cái việc mà mình muốn nghiên cứu kỹ hơn, có thể là những cái trang phục thường phục, rồi có thể những triều phục, tức là những cái trang phục chính trị ngày xưa mang tính đại diện quốc gia ngày xưa. Thì tính đến nay chúng ta cũng chưa thể nhìn thấy được một cái lễ hội mà mặc cổ phục chính xác ở Việt Nam. Và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi, tức là những cái người trẻ, đấy là muốn làm ra Bách Khoa Bộ Hành để lan tỏa nó. Các bạn ơi, bây giờ các bạn có muốn là Thảo Nhi với cái trang phục mà gợi cảm nằm dạ hội sẽ trình diễn chung với các bạn trong những tà áo cổ phục này không ạ? Nếu các bạn đồng ý, các bạn dùng tràng pháo tay, hoặc là các bạn mong muốn Thảo Nhi Lê sẽ mặc cổ phục giống như các bạn. Bây giờ tôi sẽ xem là tràng pháo tay nào to hơn nha. Nếu ai chọn phương án đầu tiên vỗ tay ạ. Có sự giao thoa về văn hóa đúng không ạ? Thực ra là tại sao phải chọn nhỉ? Chúng ta có thể làm cả hai mà. Các bạn đồng ý không ạ? Một chỗ cho thật lớn. Vâng ạ, vậy là Thảo Nhi ngày hôm nay bạn hãy thử hòa bình
vào nét đẹp hoài cổ xem, để cho một cái sự giao thoa văn hóa với trang phục bạn mặc nè. Bạn nói là bạn khác biệt đúng không, để trở nên nổi bật hơn, bạn tự tin với điều đó. Và khi mà bạn hòa mình vào với cái cổ phục thì bạn sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn trình diễn của Thảo Nhi bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi qua rất nhiều những câu chuyện, những cung bậc cảm xúc khác nhau trong những thời khắc quan trọng như thế này, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong thời khắc giao mùa, còn gì sum họp hơn, quay quần hơn bên nhau để chúng ta cùng ôn lại những thời khắc đã qua và hướng về một năm mới với một niềm tin mới, một niềm vui mới, đúng không ạ? Vâng, trên tay chúng tôi đang cầm hai vật phẩm đại diện cho trời và đất, đó chính là chiếc bánh chưng đến từ làng Hùng Lô và chiếc bánh dày đến từ làng Bạch Hạc. Có thể nói là đây là hai vật phẩm quen thuộc trên mâm cơm cuối năm của bất cứ một gia đình nào, phải không anh Cường? Vâng, không chỉ có chiếc bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho trời và đất, và ngày hôm nay nghệ nhân Hà Thị Vinh của chúng tôi còn chuẩn bị một mâm cỗ với rất nhiều những món ăn ngon. Mọi người có thể thấy không ạ? Đây là một cái niềm vui đoàn viên bên cạnh gia đình với rất nhiều những món ăn ngon, một nét đẹp văn hóa truyền thống khiến cho những đứa con xa nhà như tôi phải cảm thấy chạnh lòng. Tôi cũng xin giới thiệu, tôi làm nghệ nhân ẩm thực nữa. Thực ra để có những cái mâm cỗ như thế này ấy, để chuẩn bị lên thắp hương tổ tiên, cũng như là làm những mâm cỗ này là thể hiện được cái sự sum vầy hay là những cái tiệc cưới của con cái, thì đây là cỗ cổ truyền của Bát Tràng, không thể thiếu những cái món đặc sản của Bát Tràng. Đấy là món măng mực, món su hào xào mực đấy, thế rồi chim quay, gà luộc, tôm, rồi nem. Thế thì phải nói lại như thế này, và xôi vò chè sen. Tôi cũng có khá nhiều năm không được ăn Tết ở nhà, thì ăn Tết ở tại Hà Lan. Ăn Tết ở Hà Lan thì có hai điểm, một là điểm ở đại sứ quán, hai là điểm của nhà những người bạn người Việt. Thì các bạn cũng cố gắng làm những mâm cơm tối thiểu phải có gà, có xôi, có nem, ba món chính. Còn ngoài ra thì nguyên vật liệu thì không có nhiều như ở Việt Nam, toàn phải mua ở trong cái siêu thị của tàu. Thì có thể có nước mắm, nhưng mà nước mắm của Thái chẳng hạn. Đấy, thiếu rất là nhiều, nhưng mà nói chung là mọi người cũng cố gắng làm chắc khoảng được 50% so với lại những cái mâm cỗ mà bình thường của người Việt Nam hay làm. Nhi thì may mắn hơn anh Quang, là Nhi ở bên Đức thì sống với cả bố mẹ. Thì may quá là kiểu cả bố cả mẹ là người Hà Nội. Thì bố mẹ Nhi rất là quan trọng cái việc ăn uống. Nhất là bố Nhi là người rất là khó tính về ăn uống, và mẹ Nhi là một người đam mê nấu ăn, có thể là một lý do tại sao bố mẹ Nhi lấy nhau. Thì cứ đến Tết thì mẹ ở nhà mẹ sẽ chuẩn bị nấu cỗ. Thì Nhi sẽ giúp đỡ mẹ, như cô Vinh luôn, là cắt những cái su hào, cắt làm hoa, rồi những cà rốt. Thì nói chung là làm nhiều thì mình sẽ khéo. Thì cứ đến mùa Tết là có những món ăn ngon y hệt như thế này luôn. Thường thường nhà con là sẽ có cà luộc này, có xôi một cam cam ấy, là xôi gấc em thích nhất luôn, để nó ngọt. Xong rồi có nem, xong rồi có canh măng, và có cái bát canh này mỏng canh mỏng. Dạ đúng rồi, cái đấy. Và cái đấy hồi xưa lúc nhỏ không biết nó là gì nhưng thích ăn này lắm, cứ béo trong mồm ấy. Và thích nhất là một nhĩ cái nấm. Thích lắm. Thì cứ đến Tết là nhớ ăn, phải về với bố mẹ. Học xa như thế nào nhưng đến ngày Tết là mẹ bố mẹ bắt phải về. Xong rồi đến ngày Tết thì em trai là được đi ra ngoài để mang lộc vào nhà ấy. Anh chị biết cái đấy không? Đi xông nhà. Nhà chính xác, mà chỉ có em trai được xông nhà thôi nhá. Em là không mua được xông nhà. Em không hiểu đấy sao, nhưng chỉ có em trai được xông nhà thôi. Thì cái đấy là cái Tết mà Nhi có thể Nhi nhớ được lúc mà mình sống ở Đức như thế. Và gia đình nhỏ thôi, chỉ có bố mẹ và em trai, em gái và Nhi là trong nhà 5 người.
nhưng luôn luôn cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc. Bố mẹ của Nhi cũng luôn luôn cho Nhi nhớ lại, cho Nhi nhớ lại và đừng không bao giờ quên là mình là người Việt Nam. Và cũng từ nhỏ luôn là đôi khi ở nhà cũng hay cãi nhau bố mẹ, kiểu nói là tại sao con phải ăn những món này, tại sao con phải nói tiếng Việt ở nhà. Nhưng vì tất cả những cái đấy mà bố mẹ cho mình biết, mình với được thành thạo như ngày hôm nay là không quên văn hóa của mình, biết mình đến từ đâu, biết ăn đồ Việt, biết nói tiếng Việt Nam, dù không giỏi nhưng vẫn biết nói một tí. Thì cũng là vì bố mẹ mình luôn luôn mong cho mình không được quên nguồn gốc của mình là ở đâu. Và tất cả những điều đó đã khiến cho bạn có mặt tại thời điểm này. Đúng rồi. Ở đây. Tôi là người Việt Nam. Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức món cỗ bát tràng nhé. Dạ. Để xem là ăn được không? Dạ. Yeah. Yeah, xin mời ạ. Xin mời. Mời cả nhà ăn. Dạ. May mắn tài lộc vào như nước. Là chỉ đi cái nơi đó chứ không uống.